kịp thời ngăn chặn hai nhóm đối tượng mang hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Ngày 27 tháng 12, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, lực lượng công an đã kịp thời ngăn chặn hai nhóm đối tượng mang hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 26 tháng 12, hai tổ công tác 161 của Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các trinh sát hình sự, Công an thành phố Biên Hòa tuần tra trên tuyến quốc lộ 51 và đường Bùi Văn Hòa. Khi đến khu vực thuộc tổ 11, khu phố Tân Cang, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, lực lượng công an phát hiện ô tô biển kiểm soát 60A71851 do Phạm Viết Xứng, sinh năm 1994, ngụ ở khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, Biên Hòa, điều khiển chở theo Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1991, ngụ phường Phước Tân và Nông Văn Băng, sinh năm 1995, quê ở tỉnh Lạng Sơn, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện phía sau cốp xe có một khẩu súng bắn đạn hoa cải, bên trong có một viên đạn đã lên nòng. Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận rủ nhau đi giải quyết mâu thuẫn với một số đối tượng ở phường Long Bình. Cùng thời gian trên, hai tổ công tác 161 của Công an tỉnh phát hiện ô tô biển kiểm soát 60E00766 chở theo 5 thanh niên và ô tô biển kiểm soát 60A38506 do Nguyễn Thanh Nghiêm, sinh năm 1988, trú tỉnh An Giang, điều khiển đang đỗ ở trước nghĩa trang Nhân dân thành phố Biên Hòa, có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe của Nghiêm có một con dao tự chế dài 60cm. Các đối tượng khai nhận mang hung khí và rủ nhau ra khu vực nghĩa trang Nhân dân thành phố Biên Hòa để đánh nhau với nhóm đối tượng của Phạm Viết Xứng. Tuy nhiên, khi cả hai nhóm đối tượng đang tập hợp lực lượng, chuẩn bị hung khí ra điểm hẹn để đánh nhau thì bị lực lượng công an phát hiện, ngăn chặn. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.